Xin chào tất cả các bạn nha. Hiện tại thì mình đang ở thị trấn Cầu Quan, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh các bạn ơi. Hôm nay mình đến vườn mai của anh Quốc Anh. Anh có giao lưu với anh em hai gốc mai tàng nha. Khá là đẹp anh em ơi. Em xin chào anh Quốc Anh. Dạ chào anh ạ. Em xin chào cô chú anh chị xem kênh Dương Hữu Thắng. Mong cô chú anh chị ủng hộ em ạ. Dạ mình nói cái địa chỉ chính xác mình đây luôn cho khán giả biết anh Quốc Anh. Địa chỉ của em đây là khóm 3 thị trấn Cầu Quan, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh. Dạ. Rồi đầu tiên mình quay gốc mã số 1 cho các bạn xem các bạn ơi. Đây. Cặp này cái tàn khá lớn anh em, tàn nguyên thủy nha. Cái này mình đem gì hồi nào vậy anh? Chiều qua anh Khánh. Rồi, hôm qua ha. Dạ. Cái này chiều cao khoảng nhiêu vậy anh Quốc Anh? Cây này chiều cao 3,5 m. Rồi, 3,5 m, tán ngang khoảng nhiêu anh? Tán ngang hơn 4 m. Rồi, tán ngang hơn 4 m ha. Cái này tàn khá là lớn nha. Mình chia sẻ cái mặt bông luôn khoảng nhiêu cánh vậy anh Quốc Anh? Dạ, em thấy mặt bông rồi, có gì em để thằng Minh Tú à, 7 9 cánh bông chùm chùm không à? Dạ, rồi từ 7 đến 9 cánh ha. Dạ, nó còn nè. Đây các bạn ơi. Cái này dữ lắm chùm. Cái này chắc cây xong video mình xuống lá ha anh. Xuống lá, tại em chờ quay đó. Dạ. Cái này một cốt đi lên nha các bạn. Thẳng đứng luôn nha. Tại chi cũng đầy đủ nha. Cái này do cái tàn thiên nhiên nên mình anh em về anh em con anh em cho đặt cái tàn lại nha. Tại vì tàn thiên nhiên mình trồng thả đó. Nó không có điều hung. Rồi vô quay bộ đồ đế cho các bạn xem. Đây. Mình biết cái tuổi đời nó khoảng nhiêu chưa anh Quốc Anh? Vô nhà báo 40 mấy năm gì đó. 40 mấy năm ha. Dạ em cũng đây. Da nó còn tơ nè em ơi. Dạ da tơ. Cái này nuôi cần phát nha. Đế đây. Đế lực nha anh em, có đều luôn nha. Dạ. Đây có gầm những cái cũ vậy ha. Dạ, tại cái bầu này do cái thềm trước cửa nhà người ta. Dạ, cái này ngay ngay nhà luôn ha. Dạ ngay nhà luôn. Rồi bấn cái bầu cũng có. Có luôn. Lạ lạ. Đây tai chi này nha, đầy đủ hết các bạn ơi. Vậy nè mình con tàn vô cho đặt cái tàn mình chơi là ok thôi. Rồi mình cho các bạn cái thông số luôn anh Quốc Anh. Dạ. Rồi 62 hoành chuẩn. Chuẩn luôn á. Dạ. Rồi chân cành số 1 là 22 các bạn ơi. 1 m. Rồi cái bầu bứng 1 m. Rồi ok anh ơi. Mình đứng đây quay cái mặt tàn phía này cho các bạn xem. Rồi số 1 này mình giao lưu giá nha, nhiêu vậy anh Quốc Anh? Dạ anh xin giao lưu cặp luôn ạ. À. Một cặp mới giao lưu với anh? Dạ một cặp. Rồi mình quay cây số 2 luôn rồi xong anh Quốc Anh sẽ báo giá luôn số 2 nha. Đây, cái này cũng tàn nguyên thủy luôn. Cái này hai anh em nha. Trước cửa nè. Dạ, trước cửa nhà ta luôn. Dạ, chiều cao này khoảng nhiêu vậy anh? Đây này có 4 m. Rồi 4 m. Tán ngang 4 m. Rồi tán ngang 4 m luôn. Mặt bông nó sao anh? Mặt bông cũng như cây đó luôn. Rồi từ 7 9 cánh nha anh. Dạ, 2 cây em thịt. Rồi cái tàn này cho bông là chơi là ok anh em. Bông ảnh chia sẻ là từ 5 đến 9 cánh nha. Cây này cũng một cốt đi lên luôn, thẳng đứng luôn. Đây. Cặp này giá cực tốt cho anh em luôn. Có alo là có chốt. Rồi vô quay nào đế đây. Đây. Rồi để bổ đều hết các bạn ơi. Chạy đều hết nha. Rất là lực. Cái này ngay mới thèm cái anh bứng anh đập các bạn. Bên đây mới thèm nhưng mà vẫn có đế bình thường nha. Đế lớn luôn. Cây này có lên xù gì không anh? Dạ cái này chỉ cây này bởi. Mới bởi thôi nhưng mà tính cây trơn nha. Rồi. Cái này đang dám xù luôn mình tính cây trơn với anh em ha. Rồi chắc mình đo thử thông số này cho các bạn xem luôn khoảng bao nhiêu anh của anh. Cây đế đẹp nha nè. 60. Rồi 60 hoành. Thốt thân khoảng nhiêu anh? Đo thốt thân luôn anh. Thốt thân 39. Rồi thốt thân 39. Chi cành số 1 24. Rồi chi cành thứ nhất là 24 anh? Dạ 24. Cái này anh em nào mà mới tậu nhà mới anh em chơi hai cặp này trước cửa là ok nha anh em. Quay một lần tổng thể cho anh em xem. Cây số 1 nha. Hai cây này chiều cao và kích cỡ nó ngang nhau nha. Hoành là trên 60 hết. Rồi giờ mình nghe cái mức giá của anh Quốc Anh đưa ra là mình sở hữu thôi. Rồi cặp này em giao lưu với anh em là giá tầm khoảng nhiêu vậy anh? Cặp này em xin giao lưu với cô chú là 220 ạ. 220 là mình có hỗ trợ bao xếp gì không anh? Dạ có, em xin bao xếp 200 cây. Rồi ok, rồi 220 triệu. Bao xếp cho anh em 200 km nha.
Anh em nào thiện chí thì alo trực tiếp anh Quốc Anh đi, số điện thoại anh Quốc Anh mình để trên phần tiêu đề, có alo có chốt anh em ơi. Dạ. Rồi tiếp theo một gốc phôi anh em ơi, đây cái này dáng nó siêu siêu ha. Dạ, dáng siêu chi tử. Dạ, chiều cao nó khoảng nhiêu anh? Cao 1,5 m. 1,5 m, tay chi cũng đầy đủ anh em ơi. Đây từ mặt đế lên cái thân chọt là 2 m. Dạ. Này cái phôi vậy anh em tạo tàng tá anh em chơi, nó dáng nó siêu siêu nó cũng hay hay ha. Đế đây, đế ok nha anh em, có chi tử đây anh. Dạ chi tử, đế đều hết nha. Đây nó có cái này trước cái nhánh lỗi. Dạ, rồi anh nên hai thằng em thiến bỏ mới thiến bỏ luôn. Dạ rồi, rồi mình đo thông số đây anh, cây đế đẹp ha, đều hết luôn anh. Rồi quanh chuẩn là 51-50. Mặt bông cây này sao anh? Mặt bông em bông 7 cánh luôn, 7-9 cánh. Rồi từ 7 đến 9 cánh nè. Rồi đi từ xa nữa các bạn, một cái phôi nha. Chúng ta có lưu cây này, nhà này bông đẹp không ạ? À? Rồi mình giao lưu với anh em giá khoảng nhiêu anh? Em giao lưu trên 2 cây luôn. Dạ một cặp luôn ha anh. Dạ, một cặp. Rồi tiếp theo luôn các bạn ơi. Chơi, một cặp luôn. Chơi là phải chơi có cặp có đôi anh. Dạ, đi biển phải có cặp. Rồi cái này cái phong khá là cao nha. Một cốt đi lên nè. Chiều cao khoảng nhiêu anh? 4 m ạ. Rồi 4 m. Cái này không có tá ngang các bạn ơi, tá ngang vậy anh em tạo nha. Dạ, tạo. Chi... đế nè, nguyên cái củ nở nha, tay chi đầy đủ cho nha. Này gì anh em tạo mau chơi, tàng thông hay gì đó. Mặt bông nó cũng như cây số 3 luôn anh. Dạ, nó một lô một á. 43 hoành. Rồi hoành chuẩn 43, đâu thử củ đế nó khoảng nhiêu anh? Rồi cũ 83 tới anh em 80 thôi. Rồi cặp này mình giao lưu giá tầm khoảng nhiêu vậy anh Quốc Anh? Cặp này giao lưu 35 triệu. Rồi 35 triệu lên bao xếp anh? Dạ bao xếp. Rồi 35 triệu các bạn ơi, giá khởi điểm nha. Có alo có chốt, anh em nào thiện chí thì alo anh Quốc Anh đi để mình trao đổi thêm. Rồi mình sẽ kết thúc video tại đây. Hẹn các bạn vào ngày mai lúc 18 giờ chiều. Chúc các bạn có một buổi tối thật vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Nãy giờ mình có quay cái lô cây của anh Quốc Anh đó. Anh em nào thiện chí thì alo trực tiếp anh Quốc Anh để mình sở hữu.